Chào cả nhà nhé. Hiện tại mình đang ở Bắc Ninh nha các bạn nhé. Đi dạo phố một tí này. Cái này hoa rất là xanh. Toàn phi đẹp tím các bạn. Ngoài này là rất là nhiều loại hoa luôn các bạn. Đây. Bên kia thì loại hoa cây cảnh các bạn nhá. Bên này là chuyên về lan. Đây trầu. Châu Thái các bạn. Đây là chuẩn bị ra nụ hết rồi. Sắp ra nụ rồi các bạn. Khá là đẹp luôn. Này chắc ra hồng rồi các bạn. Nước xanh cho mấy. Nhiều loại các bạn. Ở đây nữa này. Nụ ra xanh buốt các bạn. Nhìn rất là ok. Rơi hết lá rồi các bạn nhé. Về toàn phi điệp với đa châu các bạn. Khá là đẹp rồi. Rồi hết lá. Cả trong này. Rất là nhiều các bạn nhé. Quá nhiều. Thích nhất mỗi cái thân này các bạn. Rất là phê luôn. Dài tầm 1 mét các bạn. Đây là cái nụ hoa của nó này các bạn. Rất đẹp luôn. Kia ở trên này, chậu kia ở trên này. Đây nó hơi ồn các bạn ạ, mình xin tạm dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Nó ồn quá mình không thể nói chuyện được.